là sao không? Bạn anh đây thì yêu cũng được, cũng nhiều hơn. Tất cả về một quán tầm của hãng ABB. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý cấu tạo và cấu tạo của nguyên lý của kiến tạo. Thứ nhất, quyền cấu tạo kiến tạo. Kiến tạo quyền cấu tạo là từ sẽ có ba ba bộ phận. Là bộ phận, bộ phận là mặt chính lưu, mặt trực lưu và bộ phận lọc. Thì thứ nhất là bộ phận chính lưu, là bộ phận là biến đổi từ điện áp 3 pha hay là 1 pha thành điện áp chính, điện áp 1 chiều. Thì mặt chính lưu từ có cấu tạo là có con diode, từ là 6 con diode sẽ chỉnh lưu về điện áp 1 pha. Nó qua bộ phận là lọc, và bộ phận lọc này có nhiệm vụ là biến cho cái dòng điện DC của mình trở nên nhuyễn hơn, nhờ có điện ra và có tụ. Thì sau đó thì nó chuyển qua bộ phận là nghịch lưu. Bộ phận nghịch lưu thì gồm có là những con LVT. Thì trước đây người ta sẽ sử dụng capacitor, nhưng mà từ khi LVT nó ra đời thì nó có tính năng tiêu biểu hơn, nên người ta sẽ sử dụng LVT thay vì capacitor ở trước kia. Về trước kia thì nguyên lý của biến tần này thì nó sẽ là biến đổi từ dòng điện cái chiều xong cái chiều sang dòng điện một chiều, xong rồi nó sẽ bơm xung, thì bơm xung để tạo ra một tần số phù hợp đối với tải. Tải chúng ta thường có tải có nhiều lượng cơ hay là một số tải khác. Về biến tần hiện giờ trên công ty luôn còn những điểm muốn giới thiệu với bạn là biến tần này nó có cái mã là CS850 04 07 025A gạch 5 nghìn 400. Thì biến tần á thì chúng ta sẽ biến tần này nó có những thông số cơ bản sau. Thì thứ nhất á là về điện áp. Điện áp của cái biến tần này là vào á là 380 cho tới 500V và pha. Về cái dòng á, dòng vào á, chúng ta thì AMIA thì tương đương với đầu ra cũng là 2 gamma. Còn cái điện áp đầu ra á là giá trị từ 0 cho tới giá trị từ 1. Từ 1 chúng ta lại nằm trong khoảng là 300 cho tới 500V á. Còn cái giá trị mà tần số của cái biến tần này á là tần số nó dao động là từ 0 cho tới 500. Thì tùy theo cái yêu cầu của tải động cơ á thì chúng ta sẽ là chọn tần số phù hợp. Thì mỗi tần số phù hợp sẽ là tạo ra cái tốc độ vòng quay khác nhau. Thì liên quan với tốc độ vòng quay á, thường tốc độ vòng quay thuộc vào tần số này, tập cực và điện tích lượng. Thì với cái việc mà thay đổi được cái giá trị của tần số á, khi mà điều chỉnh dẫn nó hiện á, thì việc điều chỉnh cái động tốc độ động cơ dễ dàng hơn so với thay đổi tập cực và thay đổi điện số đơn. Về cái đá là về cái khóa này á, thì chúng ta sẽ mình chúng ta sẽ điện áp vào và về chúng ta tạo ra điện áp ra. Thì liên quan đến tầng á mà công ty Nô chúng tôi là cung cấp các loại biến tầng ở nhiều hãng khác nhau trên thế giới và nhiều loại và nhiều mô hình khác nhau. Về để chọn một biến tầng của loại thì chúng ta nên là chọn theo phương thức chúng ta. Nếu mà điện áp vào một chiều hoặc là điện áp chiều vào là 1 pha hay là 3 pha, điện áp nó là dao động khoảng bao nhiêu. Cái tải chúng ta thì với biến tần này thì tải chúng ta đó là nó là tải chúng ta là chúng này là khoảng là 1 kW là tương đương với 15 HP đó. Thì chúng ta sẽ là phụ thuộc vào điện áp có vào tải chúng ta tải ra chúng ta là khoảng là bao nhiêu kW và cái dòng ra và điện áp ra.
thì mỗi ý kiến đóng góp từ các loại biến động hay là về cái sự lựa chọn cái giá trị và biến động thì hãy liên hệ chúng tôi công ty luôn để mình giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn.